Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Ngọc Hồ TB1 đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mod tiền và kinh nghiệm trong game Eurotrash 2 hay còn gọi là Etrash 2 đó. Mod tiền và kinh nghiệm vô hạn luôn, xài thoải mái luôn các bạn. Thì hiện nay có rất nhiều bản mod tiền và kinh nghiệm, nhưng mà mỗi một bản mod đó, nó sẽ tương ứng với cái bản game. Thí dụ như bản game từ cũ cho tới mới thì mỗi một cái phần mềm mod thì nó sẽ tương ứng với cái bản game. Nhưng mà đặc biệt nhất mình hướng dẫn các bạn cái phần mềm hôm nay có thể là gần như tuyệt đối luôn là mod được tất cả các phiên bản của game Etrash 2 luôn. Thì phần mềm đó là gì? Đó chính là Jet Engine. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái trang web đó để tải về nha. Đầu tiên các bạn cứ mở góc cốc hay Google Chrome gì đó thì tùy các bạn lên mạng thôi. Thì các bạn gõ cho mình chữ là Jet Engine, là CHEAT. Nó hiện ra đây nè, tại vì mình có lên mạng cái trang này rồi cho nên nó nhớ nè. Cái tên đó nè, CHEAT và ENGINE ha, các bạn click vào cho mình. Thì thường thường cái phần mềm nó có cái biểu tượng là hình cái bánh răng nè các bạn, như chữ C vậy đó, chữ cờ hình cái bánh răng. Thì nó nằm ở trên trang đầu tiên nè, Jet Engine nè. Cái trang web cái này jetengine.org, các bạn click vô cho mình. Đó, khi các bạn click vào nó có cái giao diện là để là download Jet Engine, thì các bạn có việc download về nha. Các bạn download về thì cái phần mềm này mình đã có download về rồi, thì cho nên mình sẽ bỏ qua cái bước này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên đây để tải về nha. Rồi bây giờ là mình đã có tải rồi thì mình sẽ tắt ha. Thì sau khi các bạn tải về rồi thì các bạn cứ về cái phần trên cái ổ lưu trên máy mình đó, là mình tải về đâu đó thì các bạn cứ việc giải nén nó ra thôi. Thì cái phần mà về giải nén cái phần mềm á thì hình như tất cả các bạn ai cũng biết cách giải nén cái phần mềm đó, thì mình xin bỏ qua cái bước đó ha. Mình sẽ giới thiệu mình sẽ hướng dẫn các bạn ngắn gọn hơn về cách sử dụng cái phần mềm. Thì khi các bạn giải nén ra xong thì nó sẽ có cái biểu tượng như vậy nè các bạn, hình bánh răng nè, là Jet Engine ha. Thì các bạn cứ việc mở lên coi thử. Thì đây là cái phần mềm Jet Engine 7.4, phần mềm mới nhất hiện nay. Thì để sử dụng được cái phần mềm này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ vào game cái phần này nè, tạo hồ sơ mới. À, các bạn phải tạo hồ sơ mới nha. Thì cái hồ sơ này thì các bạn cứ đặt tên như tùy ý thích của các bạn nha, nhưng mà mình hướng dẫn thì để mình để cái tên là hướng dẫn mod nha, cho nó dễ. À, hướng dẫn mod ha. Còn cái hình đại diện nè thì các bạn thích để hình gì đó là để ha, như là bên đây là nam nữ, bên đây là nam ha, thì nam nữ gì đó thì các bạn chọn nha. Rồi chọn xe gì đó thì các bạn chọn dòng xe. Rồi thì chọn logo thì mình chọn đi, chọn đại cho nó qua nhanh nhanh ha. Tên công ty nè, công ty mình để tên kênh của mình ha, Ngọc Hồ TB1. Ở đây thì nó có nhiều loại tiếng lắm các bạn, thì các bạn thích tiếng nào thì cứ chọn tiếng đấy ha. Nhưng mình thì hiện tại mình sử dụng tiếng Việt, nhưng các bạn nhớ nè, ngay chỗ dùng nè, dùng tem cloud nè, thì các bạn bỏ chỗ này nha, không có tiếp vào nha, bỏ chỗ này rồi tạo hồ sơ. Và các bạn tới bước này thì các bạn cứ việc chọn như là xài qua lăng hay là con chuột hay là bằng phím đó, thì các bạn sử dụng đang sử dụng thôi. Mình sẽ chỉnh cho nó tua cho nó qua cái đoạn này cho nhanh 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 nha. Chủ yếu mình hướng dẫn các bạn cách có tiền thôi, kinh nghiệm. Rồi bắt đầu khi các bạn tạo hồ sơ mới rồi thì các bạn phải chọn một cái địa điểm giống như là một cái điểm gara hành trình của bạn á. Thì mình chọn đại đi cho nó gần nha. Chọn đại bắt mình rồi. Xác nhận lựa chọn. Các bạn phải lấy một chuyến hàng nhiệm vụ đầu tiên nha. Rồi bắt đầu mình sẽ mới hướng dẫn các bạn mod được tại hồ sơ mới á. Các bạn phải lấy một chuyến hàng nhiệm vụ đầu tiên. Ok, giờ bắt đầu là mình sẽ trả chuyến hàng đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn tạo hồ sơ mới phải lấy chuyến hàng đầu tiên ha. Xong rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mod nha.
các bạn phải lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nha các bạn. Rồi xong cái mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mất tiền. Chạm vào đây ha, chạm vào cái thùng hàng đang mình chọn nhiệm vụ trả hàng. Mình chọn cái lựa chọn an toàn thì cho nó mau nha các bạn. Rồi nằm cái bên đây ha. Đó. Bấm thêm trời ha, cho hoàn thành nhiệm vụ trả hàng. Ok, thế là mình đã xong nhiệm vụ thứ nhất nha các bạn. Rồi. Nếu mà các bạn mới chạy nhiệm vụ đầu tiên ha, các bạn nhìn thấy cái khoảng này mà nó chưa có cái bảng hiện tiền lên á, thì các bạn tiếp tục nhận cho mình cái nhiệm vụ thứ hai nha. Cứ làm theo mình đi các bạn, cứ làm theo mình đi các bạn sẽ hiểu. Mà quên đó, trước khi nhận nhiệm vụ thứ hai để mình quên nói với các bạn cái vấn đề này. Thoát ra đi các bạn, các bạn bấm phím A là T và nút tab ha, bấm để thoát ra nha. Và mình hướng dẫn qua cái bước này là cái phần mềm mà Check Engine này á, khi các bạn cài giải nén trên máy xong rồi á, các bạn phải vào phần mềm game, các bạn chỉnh cho mình hai thông số này các bạn mới sử dụng được nha. Thì hai thông số gì thì mình hướng dẫn cho các bạn, là thí dụ như các bạn sẽ vào cái phần document ha, cái phần document này các bạn vào cái thằng Ego Check 2 nè, là cái nơi mà mình lưu trữ game đó, là cái game mà Ego Check 2 đó, cái game mà mình đã cài đặt mình chơi là chuẩn bị mình mất tiền đó. Thì các bạn vào, nhớ vào là document, rồi vô cái phần là Ego Check 2 nè, rồi các bạn chọn vô cái mục cho mình là config đó ha. Các bạn chọn cho mình cái mục config ở trong cái thằng game Ego Check 2 là nó có cái một cái hình ứng dụng là config nè, các bạn mở nó lên cho mình. Thấy không? Đó. Bây giờ đây mình kéo xuống đây cho bạn coi. Thì các bạn cứ việc kéo xuống hết cho mình tới hết cuối cùng luôn. Kéo hết cuối cùng cho mình. Rồi, các bạn bắt đầu từ dưới này các bạn dò dò lên cho mình. Các bạn tìm cho mình cái chữ console. Đây, cũng như console đây. Cái này á, là tại mình đã đổi rồi thì thành số 1 các bạn. Lúc ban đầu á mặc định của nó là số 0 nha. Mặc định của nó là số 0 nha. Các bạn kéo từ dưới dài lên thấy cái chữ là console nè. Mặc định nó là số 0 nha. Các bạn đổi cho mình thành con số 1, tại do mình đã đổi rồi ha, số 1. Rồi bắt đầu các bạn cứ kéo từ từ lên, các bạn kiếm cho mình thêm một cái dãy số nữa nha, một cái tên nữa. Các bạn kéo chậm chậm lên thôi, các bạn dành từ từ nha, tại vì nó nhiều cái thông số á. Đây cái dòng này developer ha, là do mình đã đổi rồi nha, cho nên nó là số 1, nhưng mặc định của nó là số 0 nha. Mặc định cái lúc ban đầu và các bạn cài phần mềm về nó là số 0 thì các bạn đổi thành số 1. Các bạn cứ làm theo mình ha, đổi hai cái thông số console này cho mình trong cái phần mềm config á. Thì các bạn mở lên, nếu mà trong cái thông số này nó đã đổi thành thành số 1 rồi, hai cái dòng này là console và developer và console á, nó đã đổi thành số 1 rồi thì thôi. Còn nếu nó chưa đổi á, thì các bạn đổi, phải đổi lại số 1 cho mình nha. Sau khi các bạn đổi hai cái dòng lực là mình sẽ nói là đây là dòng developer nè, đổi thành số 1 cho mình, và cái dòng cuối ý này là cái dòng console, các bạn đổi lại là số 1 cho mình luôn ha. Sau khi đổi hai dòng này các bạn tắt nó đi thì nó sẽ kêu bằng sale lại á, thì bấm sale lại đó. Ok vậy ha, sau khi các bạn đổi xong ha, các bạn vào game nha. Rồi các bạn chọn cho mình cái nhiệm vụ thứ hai nha. Rồi các bạn chọn việc nhanh, các bạn cứ dành cho bản đồ với cái nhiệm vụ qua, các bạn cứ lựa cái nhiệm vụ nào cho nó gần gần, cho nó mau nha. Rồi vậy các bạn nhận nhiệm vụ xong nha. Cái lúc này các bạn nhìn cho mình ở dưới góc bản đồ dưới này nè, góc bản đồ dưới này, trong cái bản đồ đó, ở trên cái góc phải của bản đồ nó có hiện số tiền đó, 2757 đó. Các bạn thấy cái thông số tiền đó không, 2757 nha. Rồi giờ các bạn bấm cho mình phím A là T và nút tab nha, bạn thoát cái game ra. A là T tab, bấm hai nút cùng một lượt nha, thoát ra. Rồi đến bước này các bạn bấm vô cho cái phần mềm Check Engine nè, mở nó lên ha. Các bạn bấm cho mình cái khung đầu tiên là phone nè, đó nó hiện ra vậy. Các bạn lựa
chọn vô cái mục cho mình là Ergo Jet Simulator 2 nè ha, Lata 2 nè. Các bạn click nó vô. Xong rồi các bạn điền cho mình cái số mất thì đó. Rồi các bạn bấm vô cho mình là 2757. 2757. Xong rồi các bạn bấm cho mình cái chữ đầu tiên nè. Fit scan nè ha, bạn bấm vô cho mình. Đó, nó sẽ chạy một đống xong số nha. Các bạn đừng có quan tâm nó, cứ để nó qua một bên đi. Rồi các bạn cứ vào game. Vào game ha. Rồi các bạn lái cho mình hoàn thành nhiệm vụ thứ hai nha. Thì cái bước này á, mình sẽ tua nhanh và bỏ bớt cái đoạn lái xe ha, để cho nó mau. Ok các bạn, mình chuẩn bị đậu hàng lại hoàn thành nhiệm vụ chuyến hàng thứ hai nha các bạn. Ok, bấm phím T. Vậy là mình hoàn thành nhiệm vụ thứ hai nha các bạn. À đây. Lúc này các bạn thấy ở đây số tiền hiện có là 4.353 đô phải không? Đây các bạn thấy 4.353 đô. Các bạn bấm phím A là T với nút tắt nha, tắt ra ngoài 4353 ha. À, rồi các bạn vào các bạn mod này nhập cái số đó cho mình 4353. Rồi các bạn bấm cho mình cái nút là net scan ha. Đó, nó sẽ hiện ra một cái số bên đây. Các bạn click chuột trái vào, nó sẽ hiện như thế này. Các bạn bấm vô mình cho mình chuột trái vào là value. Xong các bạn click vô cái số tiền của mình ha. Đó. Nó sẽ hiện ra một đống đó, các bạn muốn nhập số tiền tỷ của mình. Bây giờ mình nhập đại một đống thứ 9 đi. Nhưng mà các bạn nhập vừa xài thôi nha, chứ các bạn nhập nhiều quá nó sẽ bị lỗi nha. Có thể nó bị lỗi, nhưng mà các bạn nhập nhiều quá mình cũng đâu xài hết đâu. Các bạn nhập vừa thôi. Rồi các bạn nhập bao nhiêu đây thôi ha, bao nhiêu con số 9 là mấy chục tỷ rồi đó, các bạn dư xài luôn đó. Giờ bấm ok nè. Đó, sau đó các bạn trở lại game cho mình. Rồi các bạn thấy nó vẫn còn là 4353 phải không? Các bạn click vào một đường dẫn khác, ví dụ như là lịch sử hoạt động đi. Rồi xong các bạn bấm trở ra. Đó, lúc này các bạn thấy tiền nhiều phải không? 1.316.134.911 đô. Đó. Thì các bạn có thể nhập thêm 2-3 con số 9 nữa thì nó lên là vài tỷ nữa. Thì như đây là các bạn dư tiền rồi đấy, là mua xe, trang trí xe, độ máy này kia các kiểu đó là dư rồi đó các bạn. Rồi bước tiếp theo á là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mod kinh nghiệm như là lên cấp level đó. Thì ở đây là đang cấp 1 là 203 là phải không? Rồi các bạn thoát ra cho mình cứ bấm phím A là T với tắt ha. Rồi các bạn tắt cái bảng này đi một cái để nó không có bị lỗi nha. Rồi các bạn mở nó lên lại cho mình. Rồi bạn bấm vào cái nút cái ô đầu tiên nè, phone nè, để cho mình Ergo Jet 2. Rồi các bạn nhập vào cái số của kinh nghiệm mất thì đó, như là 203 như này, mình coi lại cho đúng rồi, 203. Rồi các bạn nhập vào cái số là 203 cho mình ha. Rồi 203 xong các bạn vẫn bấm cái nút cái nút đầu tiên cho mình nè. Cái chỗ đầu tiên nào fit scan nè, các bạn click cho mình. Đó. Nó sẽ hiện ra một dãy thông số như lúc mình mất tiền đó. Các bạn cũng đừng quan tâm đó, các bạn cứ để đó. Các bạn vào game nhận cho mình nhiệm vụ thứ ba ha. Trả một nhiệm vụ thứ chiến hàng thứ ba. Các bạn cứ lựa cái nhiệm vụ nào cho nó gần gần á, nó mau. Ok, qua đây là nhiệm vụ thứ ba nha. Các bạn cũng vẫn chạy hoàn thành nhiệm vụ thứ ba cho mình nha. Thì mình cũng sẽ lấy một đoạn xong mình sẽ tua nhanh cắt bỏ bớt cái đoạn đang chạy trên đường để rút ngắn cái video hướng dẫn cho các bạn cách mất tiền và kinh nghiệm.
Ok, chuẩn bị hoàn thành chiếc nhiệm vụ thứ ba nha các bạn. Kiếm T hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Đây thấy không, sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ tiến hành thứ ba thì ở đây để là cấp hộp 340 trứng thấy không, các bạn bấm cho mình kiếm A L T và kiếm tác nha. Khó game này nha, nhập cái số đi luôn, nhập cái số kinh nghiệm mới ha, 349. Rồi bây giờ các bạn nhập vào đây là cho mình là 349 nha, 349. Rồi các bạn bấm next scan nha. À, nó sẽ hiện ra hai dòng, thì các bạn cứ muốn nhập hai dòng một dòng thì cũng được ha. Bấm Valeo nè, Value ha. Rồi xong các bạn click trái lên cái, rồi các bạn bấm click vào trái vào cái số kinh nghiệm mới của mình nè, nó sẽ hiện ra cái số kinh nghiệm mới của mình. Các bạn bấm đại tỷ số tỷ thích của mình đó, cho cái kinh nghiệm cao đó, thì mình cứ bấm đại số 9 đi ha, bấm 5-7 con vậy đi, bấm vừa thôi các bạn. Thì kinh nghiệm càng cao đó, thì nó sẽ lên được một cấp, ví dụ như càng nhiều thì lên cấp nhiều. Thì thí dụ như vậy, ví dụ như bao nhiêu kinh nghiệm, ví dụ như là 1000 kinh nghiệm lên một cấp, ví dụ như vậy thì bao nhiêu điểm kinh nghiệm thì lên được nhiều cấp. Bao nhiêu số con số 9 này là kinh nghiệm rất là cao các bạn, là cấp lên rất là nhiều rồi đó. Bấm ok nè. Đó, xong ha, các bạn vào game đây cho mình. À, các bạn thấy điểm kinh nghiệm là cấp 1 39 đi phải không? Các bạn click vào sử hoạt động cái ha. Rồi các bạn cắt trở ra cho mình. À, lúc này các bạn thấy cấp nè. Cấp 524.000 luôn rồi. Tại vì mình nhập quá nhiều á, thành ra là cấp lên quá cao. Thì mình cứ nhập vừa vừa thôi, cấp gấp lên chừng trên cấp 50. Cấp lên chừng trên 50 là thấy ok các bạn. Đây, nhà vô được quyền năng. Đó, lúc này là mình đã hướng dẫn các bạn cách mod tiền và kinh nghiệm cho tất cả phiên bản game Eurojet 2 luôn. Thì cái phần mềm mà Jet Engine này á, thì là nó đa phần là nó mod được tất cả phiên bản game. Còn nhiều cái phiên bản mod khác á, thì có khi nó vô nó không có tương thích các bạn. Mod được cái phiên bản này thì cũ thì nó không mod được cái mới, mod cái mới nó không mod cái cũ mà dễ bị lỗi nữa. Chỉ có cái phần mềm mod Jet Engine này thôi. Và có nhiều bạn không hiểu cũng hỏi là tại sao mình phải mất kinh nghiệm và để làm gì. Thì mình nói với các bạn á, là mất, nếu mà mình mất tiền á, thì có tiền nhiều để mình trang trí xe, mua xe không? Các kiểu này kia, độ xe, độ máy đồ. Còn kinh nghiệm này càng nhiều là cấp càng cao. Mà cấp cao á, các bạn có thể lái được nhiều loại xe. Ví dụ như các bạn mà cấp từ 20 đi trở lại đi, các bạn chỉ lái được, thuê được những loại xe container, xe tải thôi. Nhưng khi các bạn lên từ cấp 30 mấy 40 trở lên á, thì các bạn có thể lái được nhiều loại xe, nhiều xe khách, xe này kia các bạn lái được. Và khi các bạn trang trí cấu hình xe, các bạn có thể độ máy mạnh lên nữa vẫn được. Cho nên cấp càng cao thì á, các bạn có thể lái được nhiều loại xe và nhiều cái đặc quyền chở hàng hóa đồ nhiều hơn nữa. Nói chung là có nhiều đặc quyền á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mất tiền và kinh nghiệm đẳng cấp level. Thì video mình đến đây, chia sẻ đến đây đã hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, ý nghĩa, cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để lại bình luận bên dưới video, góp ý thêm cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.